thân mến, chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Hôm nay mình có một cái dịp tiếp đón một cái người em ở trong Đà Lạt ra để đi mua một cái máy xúc này anh em ạ. Hiện tại mình sẽ dẫn ra một cái bãi máy xúc siêu to, phải nói là khổng lồ, để có thể lựa chọn cho mình một dòng máy ngon. Em ra bãi em tính tìm dòng nào nhỉ? Em tìm 209 này. 209 này. Vâng. Đây. Ở bãi này rất nhiều, anh em chúng tôi đang đi vòng đi. Thử tìm xem là máy xích hay máy lốp có không. Đây. Hôm nay được tiếp đón một thằng em ở trong Việt Nam ra. Còn đang tìm máy xích. Nói chung là tìm máy xích thì máy, nhưng mà đôi khi là yêu quý máy lốp thì cũng có thể là chuyển qua máy lốp dùng đấy. Đây. Đang xem một con hành trình đi mua máy của anh em chúng tôi này. Đang xem đang đi tìm con. Đấy, đang đi tìm một con máy xích đời cũng vừa tầm thôi. Đấy, nhưng mà đôi khi có thể đổi sang máy lốp cũng được. Quá trời máy luôn, bạt ngàn máy. Ok, ra ngó mấy con đời cao này, đằng kia cả. Con này đời thấp rồi, con này 2.7. Có mấy con đời cao. Con ngoài cùng rồi anh. Đây này, con này cũng được này. Con này đời mấy đấy? ACE rồi. Đây, 2010 này. Đấy, xem máy ở từ ở sao không vào trong ấy à? Không vào Sài Gòn tìm máy à? Trong đó toàn máy xấu không ạ? Trong đó toàn máy em đi rồi. Không đẹp à? Thế đi tìm hết lượt chưa? Đi hết lượt rồi, đi hết quanh Sài Gòn luôn, không có nào đẹp. Không có nào đẹp à? Mà giá nó chát. Chát quá. Giá chát thì do ăn sung nhiều thì nó chát thôi, chứ có quan trọng đâu. Quan trọng là tiền mình không vừa tiền nó. Không vừa tiền thì mình lại cố thêm, mình bán nhà, bán cửa, bán đất đi. Cần thiết nữa bán vợ luôn. Để bán vợ, có người mua bán luôn. Đấy. Đây, con Plus này. Con này 21 luôn đây ạ. 11 à? Vâng. Đấy, xem con 21. Bây giờ tính ra tìm 209 sẽ có. Ok. Đấy. Tức là ở trong đấy em thích dùng ấy hả? Dùng đời thấp hả? Dùng đời thấp hơn cho chị. Thằng em nó thích em dùng đời. Thằng em thích dùng cái kiểu là đời từ 2008, 2009, tức là không thích dùng đời cao. Tức là dùng máy ở đây thì mỗi người, mỗi nơi sẽ dùng một kiểu. Có người thích dùng đời cao, có người thích dùng đời thấp. Đây nó tìm 2009, 2008, chắc 2008, 2009 đây không có. Thử ngó mấy con bên này nè. Con kia, con kia đời cao. Thì nói chung là máy thì dùng thì tùy thuộc. Bên kia thì có một con nhưng mà đời lại sâu. Sâu quá. Thế hay ngó tí máy lốp không? Thử biết đâu đổi máy lốp xem nào. Đấy. Tham khảo thôi, mình không mua nhưng tham khảo thôi, tại vì mặn quá, đúng không? Đấy, tức là mình vẫn thích nhưng mà xem. Con đấy không được sang con này, đây, máy xịn sò rất là đẹp. Thôi thì về cứ làm ăn cố gắng, sau đó thì sẽ chuyển đổi, kiếm biết đâu kiếm con ngon thì sao? Quá đẹp luôn. Rồi, sang ngó con Đô San là đời mới cơ. Đấy, con đời mà dao động đời 17 nha. Ấy, còn đấy mới là con siêu phẩm. Phải mua con này. Đây. Đây này. Thôi tiền ít thì vẫn có đòi hít ấy thơm thôi. Wow, máy đẹp dã man luôn. Anh lên đây quay cái động cơ này. Chất đâu? Bô nó còn chưa rỉ bao nhiêu. Con này máy mới. Máy mới 2018 đấy. Quá xịn xò, con bò tót luôn. Đấy, sau một thời gian đi tìm máy thì ở cái bãi này thì anh em chúng tôi do là không đủ khả năng để chi trả cho cái con 5K này, nên chúng tôi quyết định là đi một số bãi khác để tìm đời thấp hơn các bạn ạ. Đời 2008, 2009 vì ở đây không có. Rồi, video của mình hôm nay kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong cái hành trình đi tìm máy tiếp theo.